Ơi, chết rồi. Đổ hết rồi. Rồi. Sắp đi mà trong lòng vẫn còn hồi hộp nha cả nhà. Lúc trước anh nói một câu á, đừng ai qua đất rồi đó, đất người nào người đó mới đi. Đi Sương đang xào nấm cả nhà. Hồi nãy thì Sương đã làm xong một món rồi. Món đó kêu bằng món gì Sương? Tàu tàu hũ sút cà. Cho cháu cũng nói là nếu mà bây giờ con có rảnh thì đi cùng với bé Sương với. Mến xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Mến. Thì hồi hôm Mến có lại nhà cha Sáu cả nhà. Thì hồi hôm mẹ Sáu có nói với Mến là ở đây thì có một cái buổi chợ nhỏ, nhưng mà buổi sáng này rất là đông, cho nên là trước giờ thì Mến ở đây cũng được 2 năm rồi, mà Mến không biết là ở gần chỗ ở của Mến là có chợ. Cho nên là sáng sớm này Mến muốn tranh thủ đi lại đặng mua một chút xíu đồ để về nấu nướng buổi sáng và hôm nay đó, là cũng là một ngày để mua đồ để cúng ở trong vườn cả nhà. Thì thường thường thì Mến sẽ cúng vào đầu vụ và cuối vụ. Thì Mến đã kích bông xong hết rồi, thì cũng đã hai cử rồi, cho nên Mến muốn mua những cái đồ ăn này kia về nấu nướng để cúng đầu vụ mùa vụ bông cả nhà. Cho nên thì Mến đi đang ở nhà cha Sáu. Thì sáng ngày thì cha Sáu đã đi vô vườn sớm rồi, còn anh Vũ thì đang tưới nước ở bên vườn bên đây. Mẹ Sáu thì đang lui cui ở trong nhà. Ơi, chết rồi. Đổ hết rồi. Rồi. Xong rồi. Ôi mấy con cá mẹ Sáu phơi khô rồi, hết luôn rồi mẹ ơi, sạch rồi, sạch rồi, cháu sạch rồi, lại bỏ luôn bỏ đi, thôi bỏ đi. Rồi ơi, công kệ công kệ công sáng dựng ngầu làm rã đá rồi quất rồi, rồi đồ đồ chắc. công kỹ đi phơi, giờ không còn miếng nào luôn. Để rửa cái gì cho nó Hồi sáng mới thấy ba chắc vậy quá. Lúc hồi nãy thì mới đi lại thấy mẹ Sáu đem cá ra phơi cả nhà. Nhưng bây giờ chó làm lặt hết trơn hay là nó tự lặt rồi cũng không biết. Rồi xong rồi. Ăn một hồi. Ăn một hồi là ói nữa nè. Còn con su nữa. Mấy con chó này hiền lắm cả nhà. Dạ. Con chó đùa. Dạ. Thôi bây giờ thì Mến xin mời cả nhà cùng đi với lại chợ như cùng Mến nha, để coi là chợ buổi sáng này đông như thế nào nha cả nhà. Thì hiện tại Mến đang đi lại gần tới chợ nha cả nhà. Chợ ở đây là ngay xã Phước Bình luôn. Không biết là giờ này chợ khi chợ đông như thế nào nữa. Lần đầu tiên Mến đi chợ này luôn cả nhà. Mến ghé đây lấy đồ trước cái rồi Mến chạy lại chợ cả nhà, lấy một chút xíu đồ rồi chạy lại chợ. Mến sẽ đậu xe đây qua. Buổi sáng này Mến thấy xe rất là đông luôn nha. Trước giờ đã sống đây 2 năm mà không biết chợ ở đây cả nhà. Bây giờ Mến sẽ đi vô để mua một chút đồ. Ủa? Ủa?
Giờ này chưa, giờ này chưa có bán gì luôn hả? Ơi, giờ này mọi người vẫn đợi người ta đem đồ lên cả nhà. Mới tưởng đâu là sáng này là đã bán đi nhiều lắm rồi, nhưng mà giờ này chưa thấy ai hết. Ủa tầm mấy giờ người ta bán mới lên cho bác? Tao cũng biết nữa, đang chờ đây. Đang chờ nữa hả? Mấy bữa từ giờ này nó lên rồi. Dạ. Lên lâu nay trễ dữ không biết. Dạ. Nó 7 giờ hơn chút là nó lên rồi. Nay, giờ rồi. Dạ. Thì bây giờ chắc có lẽ thì Mến sẽ đợi một chút nữa cái nhà cho người ta đem đồ lên người ta bán rồi mình mới mua nghe cả nhà. Giờ này cũng 7 giờ mấy rồi. Mến cũng tranh thủ để mua, để đi về đẳng rồi mấy anh em làm vài món để cúng trong giường. Giờ này thì mới xe mới lên tới cả nhà. Xe mới lên tới thì mọi người đang cùng nhau để đem đồ xuống. Có gì cho em phụ với không? Đâu? Chú Cấp Bơ đem phụ luôn. Có gì cho em phụ không? Phụ chứ. Cái này để đâu vậy chị? À, để xuống đại luôn hả? Anh đi giỏi dữ trời. Wow. Ai biểu làm gì? Đây. Làm cho vui. Làm tiếp cho vui với mọi người. Ơi trời ơi. Quá trời, để nó lặt luôn rồi. Ê. Ờ, mấy cái bọc rau này là để đây họ xé ra chị. Cả nhà thấy đông không cả nhà? Mọi người đang cắt những cái bọc thịt ra để mua cả nhà. Yeah. Đây, cái cô chủ quán ơi, thường thường Mến gửi xe nè cả nhà. Bữa nay cũng đi là đi chợ sớm nữa. Mấy chanh, chanh với trái cây đồ để đâu vậy chị? Đấy, cắt giùm cô có. Trái cây để ở ngoài con. Ủa? Hả? Ôi! Một tắc, chanh tắc. Tắc đâu? Quá trời à. Buổi trời sáng sớm này đông lắm không hả? Vậy giữ giữ vậy hả? Chuẩn bị sớm mà. Nói là đi một trễ một chút xíu nữa, còn nhiều người lại lắm cả nhà, có thể là chen đi luôn cả nhà. Khi đi không sớm là hết hàng luôn. Vậy đi không sớm hết luôn. Nhanh vậy? Mọi ủa gạo chắc để đây không quá. Thì nãy giờ cũng đem đồ xuống xong hết rồi cả nhà. Ở đây là đồ ăn sáng nha, có Mến thấy là có bánh nè, rồi có bún nè, thì nước uống, nói chung là bánh bò, bánh bột lọc thì cũng rất là nhiều luôn cả nhà. Bún riêu rồi đây là bánh cam nè, bánh cam, bánh bò, bánh bao có đầy đủ luôn cả nhà. Và có luôn cả bánh tét luôn nha. Có. Hả? Chả lụa. Chả lụa. Đây là chả lụa. Rồi bây giờ mọi người đem ra xong hết rồi. Mến thấy một cái phiên chợ nhỏ nhưng mà ở trên xe. Bây giờ là hiện tại đang cắt ra cái này. Cả nhà thấy rất là gọn không?
một cái quầy rất là gọn luôn nha. Ở đây là những bàn như là cá thịt này kia đồ, và mép trong này sẽ là để rau rác, rau củ quả nha cả nhà. Còn bên đây là hàng kệ nước mắm, bột ngọt, dầu ăn. Còn bên đây là để trái cây dài 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 ra ngoài luôn. Mình thấy cũng rất là gọn luôn. Mọi người đang xúm nhau để lựa, để mua cái nha. Bây giờ mến cũng phải tranh thủ để mua, để đem về đẳng nha cả nhà. Mình làm là tô hú miếng này luôn hả chị? Hai tô miếng nè. À. À. Có mình có sút cà luôn chị? Ờ à, vậy hả? Mến đang nhờ vợ anh Lập mua giùm mến. Tại vì phụ nữ thì lúc nào cũng mua đồ nấu cũng nhanh hơn mến chân á. Với lại thì chút nữa thì anh Lập cũng đi lại lại vườn đằng mến luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà thấy buổi trời sáng sớm này như thế nào. Trước giờ vậy mà mến không hay luôn, không biết luôn. Thì mọi người mua xong thì mọi người mới đi ra ngoài này để tính tiền cả nhà. Nói chung là mua tất cả ở trong rồi đi ra đây là tính tiền ở ngoài này. Đó. Mến thấy rất là gọn luôn. Còn ở này nè, vậy ngoài này á là trái cây này kia rồi, trái cây nè, ổi nè, rồi bơm táo này kia rồi đó. Xài này thì mến không biết gọi là xài gì nữa. Nhiều lắm, rất là nhiều đồ luôn cả nhà. mua mà gặp chị xin không chết rồi. Quan trọng là cái đoạn này nè cả nhà. 173 tổng cộng luôn hả chị? Ui, cũng rẻ cả nhà. 176. Rồi. 2, 4, 5 ngàn. Chị cứ đi, tiền để em lo. Rồi mọi người đã lựa đây là đang nhường mến để căn trước cái nha. Rồi đây. Hả? À. Đây chị. Nhờ chị đi chợ giùm mến nữa không thôi là mến không biết đi tới khi nào xong luôn cái gì. Rồi cảm ơn nhiều nha. Rồi bây giờ mến sẽ về vườn thôi cả nha. Mến cũng về tới rồi cả nhà, nhưng mà hôm nay có mẹ Sáu với có vợ anh Lập cho nên là không có đi đường suối. Thì đường này á là đường của anh nhà hàng xóm. Nếu mà cô chú anh chị nào lúc trước có xem những cái video á, mến với anh hàng xóm cả nhà. Cái vụ mà anh hàng xóm qua kiếm chuyện chú mến á, nhưng mà từ lúc đó tới giờ vẫn qua rồi. Thì mến cũng không có đi đường này. Lúc trước thì mến cũng có thể lâu lâu nhờ lúc mà nước lớn nhiều quá thì mến nhờ đường này đi, nhưng mà từ lúc đó tới giờ thì ảnh nói là đường bên đất nào mới đi á thì mến cũng không có đi ngang đây. Nói sẵn thì là hôm nay cũng mến cũng mạo gan luôn cả nhà, cũng như là có mẹ Sáu là cô với vợ anh Lập đi á thì phụ nữ thì như là ở bên đây nấu nướng này kia sợ quần áo ướt á, cho nên á thì mến quyết định là nhờ đường này đi về bên vườn. Mà không biết là anh có nhà hay không, nếu mà có nhà xin phép được thì mến sẽ qua luôn, còn xin phép không được là mến đi trở lại. Mến chỉ xin cho mấy người này đi qua nha cả nhà. Ở đây phong cảnh cũng nhìn thấy rất là đẹp luôn, giờ này trời cũng rất là nắng nè.
Thì từ lúc mà mấy anh em hòa giải tới giờ thì ít khi nào gặp mặt lắm. Lúc trước ảnh có ở nhà này kia đổ thì ảnh đi lại quán thì mến cũng thường gặp, nhưng mà lúc này là mến không thấy ảnh nữa. Cũng đang hồi hộp với cả nhà. Nhưng mà không biết sao đây. Thôi, ta nói một liều 37 cũng liều mà, liều nhờ đi một lần đi. Ủa, ai cần mua đất liên hệ. Ủa, ảnh bán đất hả ta? Ảnh bán đất hay ai bán đất mà? Để mình thấy viết chữ ở trên tường đó cả nhà. Ở đây cái view suối cũng rất là đẹp luôn cả nhà. Cái cầu này lúc trước to lắm. Cầu này từ đây qua tới bên đây nè, nhưng mà cái đợt lũ nước cao nhất á thì nó đã quét đi rồi. Đi đi đường này mẹ ơi, đi đường này, đi bên đây nè. Dạ, đi đường bên đây. Yếu tìm, yếu tìm. Anh chị ơi. Anh chị ơi. Cho em xin nhờ đường nha. Hiện tại là mến đang đi trên phần đất của ảnh. Còn nếu mà qua đây là phần đất của người khác rồi. Dạ. Thì từ cái mí gào này đi ra suối là ngay phần đất của ảnh đó cả nhà. Dạ. Còn cái phần đất bên đây là... Đi đường này cũng được. Mình muốn đi thẳng cũng được nữa. Nói chung dạ đó, đi qua đây là tới nè. Dạ đúng rồi, đi mà trong lòng vẫn còn hồi hộp nha cả nhà. Lúc trước ảnh nói một câu á, đừng ai qua đất rồi đó, đất người nào đó mới đi, đi qua là có chuyện. Nhưng mà chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, với lại là chắc ảnh cũng không có hẹp lượng đâu cả nhà. Mến nghĩ là vậy. Chô dân kẹn. Ê nè, ở đây. Cái gì vậy? Ở đây. À, dân kẹn. Dạ, của mình nè. Rồi, nhà mình. Rồi. Không cả nhà, hôm nay con dân tiễn có bụng chà bá luôn rồi, sắp xanh rồi đó cả nhà. về tới nhà mà mẹ xấu không biết là về tới nhà đó. Bây giờ anh sẽ lấy con gà này đem đi luộc quá. Cái này chắc đây chị nha. Dạ, luộc cái này đâu ra vậy? Luộc con cháo. Này là cái này cũ. Quá, hôm nay là mua đồ mà nhà mẹ Sáu rồi bé Sương rồi giờ anh Lập qua làm tiếp luôn. Mẹ Sáu ngồi anh gốc thôi kìa. Nè, ba cái gác này kia là cứ bỏ đây, hồi bỏ trong bao giùm em nghe chị. Đồ đạc mới đem về bỏ lên đây nó hơi lu bu, nhưng mà không sao đâu. Cái này mấy ngày này dọn ra chút để cúng mà. Để con đi rửa con gà này để con đi... Bắt con lô hả? Cháo. Bắt nồi nước lên nha. Dạ, con bắt. Bắt nồi nước lên. Ủa nồi nước làm gì mà? Ủa chứ luộc gà. À trời. Quên. Cái gì? Nướng hả? Hả? Luộc luộc. Không, bếp ga làm những cái món chay ở đây. Còn đây em xuống dưới em bắt củi em làm đồ mặn. Ủa, cái này giả nước mắm chưa? Chưa. Này giả. Mẹ nước mắm để làm gì? Em thấy mẹ bé ớt. Hả? Mẹ bé ớt nè. Ý là không, bên này em sẽ xì dầu. Ờ. Sương đang xào nấm đó nha. Hồi nãy thì Sương đã làm xong một món rồi. Món đó kêu bằng món gì Sương? Tàu hủ sút cà.
Hiện tại thì Mến đang nhóm lửa ở dưới để đốt lửa than để nấu một nồi cháo cả nhà. Mến đang bỏ ở dưới. Rồi vợ anh Lập thì chạy về rước hai đứa bé rồi. Rồi sẵn đó thì chút nữa Mến điện anh Lập chứ cha Sáu về. Để cha Sáu sáng sớm sáng sớm đi vô vườn để tưới cây á. Vậy là làm mấy món chay này cũng nhanh đúng không? Chắc chỉ có lâu nhất là cái món mặn thôi cả nhà. Mến thấy làm nồi chay thấy đơn giản. Bởi vì trước chào Mến rồi làm nồi chay cũng nói chung là cũng bình thường á. Cho nên là Mến cũng muốn học hỏi thêm như là mẹ Sáu nè, bé Sương hoặc là vợ anh Lập. Để sau này Mến có nấu đồ chay này kia đồ á. Thì cũng nhìn vào cái video để nấu cho cả nhà ăn. Nếu mà ai ăn chay thì Mến sẽ nấu. Bây giờ Mến sẽ đi xuống dưới nha cả nhà. Ủa còn cái món này xào gì mẹ? Xào chay á. Cái này là rau củ quả. Rau củ quả anh là xào với mì á cả nhà. Mẹ Sáu đang rửa dưới này. Nước đã tràn rồi. Nước này là dưới suối Mến bơm lên nha. Giờ Mến sẽ vô tắt nước thôi. Sương đang xào củ quả cả nhà. Một chảo luôn. Ui, hồi nãy sao mấy chảo bự xào á. Đi dãy tôi nhớ có cái chảo bự mà. Còn một chảo bự cũng tổng á. Chết rồi, rồi, kiểu này là to rồi. Toan rồi, toan rồi. Đợi nó xèo xuống là xong luôn. Đâu có, ở trong còn một cái chảo bự nữa mà. Mẹ đi vô để lấy chảo bự luôn rồi cả nhà. Thôi mẹ đi vô ngủ á, chứ không mẹ lấy chảo bự. Mẹ đi vô ngủ á. Mẹ đi nằm võng hả? Đây dạ còn bún thì mẹ Sáu nãy giờ mẹ Sáu ngồi mẹ Sáu cắt ra cả nhà. Xào xong củ quả này rồi mình mới xào bún ha Sơn. Mình sẽ quay hết cái quá trình này lại nha cả nhà để sau này học hỏi thêm. Trước giờ thì mới làm không có xào mấy cái này củ quả này đâu. Mới làm đơn giản lắm như hủ qua nè, nấu canh nè, hoặc là hủ qua xào nè. Với lại những cái nào mà đơn giản nhất á là mình nấu thôi. Còn cái này là trước giờ mình chưa có từng nấu. Bắt ổn. Đây còn nguyên luôn. Không sao đâu. Cái gì cho sắc cũng nhanh lắm. Mà không biết là có vừa hay không thôi à. Đó. Cái nào nó cũng thiếu sót mà. Đâu có cái nào hoàn chỉnh đâu. Wow. Ủa? Cái này để làm gì? Sau này nữa hả? Quay khóm. Khóm lấy nữa ấy. Đó, alo. Cái giả gái. Ôi là trời, tiếp tế lương thực đó hả? Để dành đi, có tiếp đèn, có muối, có mắm đồ này nọ, để dành đó, để bữa nào lên có, quay khoảng tầm tiếp theo. Trời ơi, bởi vì anh em đã lên đây rồi, tên tới đây rồi, bây giờ anh em đã về giữ hai ngày nay, bữa nay về giữ anh Thịnh lại đóng đơn gửi lên cho Mến nữa cả nhà. Gửi đồ ăn giữ phòng lên. Đang quay luôn á, em... Em đang quay luôn á. Ủa trời ơi. Trời ơi là trời, bỏ giờ anh em lên đây Mến còn sợ là đãi ăn không có như khẩu vị của anh em nữa mà. Hôm nay anh em về dưới hai ngày nay mà bữa nay cũng đóng mắm nữa gọi lên. Con nhận hàng nha.
Rồi rồi, cô cảm ơn anh em nha. Ok. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Cuối cùng anh Thịnh Da Đen cũng gửi mắm lên tiếp tục cả nhà. Nhưng mà thật sự luôn, Mến không phải là ảnh gửi hoặc là Mến ăn rồi Mến bán thì nói là khen ngon hay là dở, thật sự luôn. Nhưng mà mắm của ảnh rất là ngon luôn. Hả? Vậy chú Mến xây cái cầu kìa. Trời ơi, mừng quá đi, mừng quá. Mừng quá trời ơi. Trời, cái gì vậy? Em mua nước một đống luôn. Nước non kia mà. Tao uống. Cô uống riêng hả? Tao uống cái gì? Ủa? Một bé, hai bé, con bé đâu? Còn kia nó nhỏ bé. Học mẫu giáo. Một bé kia. À. Ủa, thử một bé kia là anh kia ở nhà chứ. Tưởng một bé là... Chú Mến xây cầu vậy chú Mến? Ờ, đại đi vào bữa chú xây. Chú để vô, chú xây. Ủa, hết quần là giống như đi trước chú. Cái gì, qua đây, qua đây. Ủa, sao vậy? Sao tự đi luôn hả? Đi qua đây, qua đây. Qua đây nè. Qua đây. Qua đây. Đi qua đây, nói chú nghe nè. Đi qua đây. Sao? Đi qua sao? Ướt hết. Ướt cái gì? Ướt quần hả? Thì giống như tiểu. Giống như tiểu. Giống như tiểu. Trời ơi. Đói chưa? Đói chưa? Chưa hả? Không. Thằng gái ướt không? Không. Trọng xăng quần lên rồi. Thằng nghĩ xăng quần lên tới đây luôn. Ở chỗ quần con rộng mà sao còn trời này? Ơi, nói chị qua cổng. Ủa sao không đi qua đường kia chị? Qua đường cũ nãy. À quá. Đi bộ nãy mệt quá. Đúng rồi. Thôi ngồi đi uống nước đi. Để chút nó nấu xong rồi cô, cúng dọn ra ăn nha. Ướt quần là buồn rồi đó. Buồn à. Buồn gì? Ở đây nước này đó. Nãy giờ Mến trùm than ở dưới này để cho cái nồi nước sôi lên rồi Mến mới bỏ con gà vô để luộc nha cả nhà. Luộc xong thì cái cho con gà nó chín hết đi. Cái Mến mới vớt ra và bỏ cháo vô nha cả nhà, bỏ gạo để nấu cháo. Cũng nói chung thì sáng giờ thì Sương cũng làm được 3 món rồi. Thì cả nhà nãy giờ Mến cũng quay chia sẻ đến cả nhà rồi. Còn chỉ còn cái nồi cháo này nữa là xong là đợi vợ anh Lập với anh Lập lại rồi cái dọn ra cúng này kia rồi xong cái là ăn uống nha cả nhà. Cái này chắc đợi cũng hơi lâu á cả nhà. Tại vì than nó cháy từ từ à. Nếu mà tới là khi mà nó đã cháy lên rồi thì cũng có thể là cái son này nó có độ giãn ra luôn á. Tại than lúc nào nó cháy nó cũng cái độ nóng cao hơn cái củi hết trơn. Trước đây mà mới nấu, nhằm khi cái ít nồi nấu càng lâu cái than thì đít nồi nó giãn, nó thụng xuống luôn á. Đây, cả nhà thấy con gà ngon không? Con gà này 2 kg mấy á cả nhà. Hiện tại thì bầu trời phía ngoài á nhìn thấy rất là đẹp luôn nha. Để Mến sẽ quay lại cho cả nhà xem nhìn thấy cái bầu trời lúc trời đang nắng nè. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Không biết là trong màn hình cả nhà xem như thế nào à. Rất là đẹp luôn. Với lại cái cây cô đơn hiện tại bây giờ nó đang rụng lá rồi cả nhà. Nó đang rụng từ từ. Chắc có lẽ là tầm khoảng 1 tháng nữa thôi là cây cô đơn này sẽ trụi lũi, nó không còn một cái lá nào. Với lại cái cây mà trụi lũi á, không có lá đằng đó đó. Thì hồi sáng Mến cũng đã có quay cho cả nhà, sơ lược cho cả nhà xem vào buổi sáng á. Thì lúc mà còn sương mù ở cả nhà là những con chim nó sẽ đậu vào cái cây đó. Và hiện tại thì như là những con chim quất nè, rồi trâu màu nè, hoặc là những con chim chích nè, kêu rất là nhiều vào buổi sáng luôn nha.
Bây giờ mến cũng đã bỏ gà vô đây rồi cả nhà. Cũng sắp chín rồi, cho nên giờ mến sẽ điện cho bà Sáu. Tại vì nếu mà không điện gấp á, thì bà Sáu không có về đâu, có thể là tới chiều mới về. Cho nên là mến sẽ điện lấy một cái lý do nào đó để cho bà Sáu về gấp liền nha cả nhà. Chẳng hạn như bên đây con thiếu dĩa này kia, ba về xiết để lấy dĩa qua cho con mượn để cúng kiến này kia nữa. Thì ba Sáu sẽ nhanh về lắm. Ba, alo ba. Dạ. Chú về. Ba, con đang thiếu mấy cái dĩa để cho ai cúng nè, ba về liền giùm con đi để lấy dĩa đem lại cho con mượn nha. Cho mấy nó nguội đi chứ giờ mấy đang tủ nó còn nóng cho tủ bô được. Giờ chỗ 5 phút thôi cho nó khô bô nha. Rồi vậy là khoảng 5 phút mới về đúng không? Cái dĩa gì? Dĩa để mình đựng đồ cúng này kia, múc ra cúng á. Dạ. Dạ, ở đây còn có 2 cái à, mất hết rồi. Mới phải điện như vậy bà Sáu mới về cả nhà, còn không ấy là nếu mà không có chuyện gì gấp á là bà Sáu sẽ tới chiều mới về. Cho nên là mến có gì bà Sáu có xem video này cũng thông cảm cho con nha. Với lại cả nhà cũng đừng có chửi mến nha cả nhà. Tại mến lấy lý do đó để cho bà Sáu về gấp. Giờ này cũng trưa cả nhà. Nó gần 11 giờ rồi. Cho nên là phải điện sẵn điện anh Lập luôn. Cả nhà đợi chút đi nha. Em anh sẽ điện cho anh Lập. Thì bây giờ cũng dọn ra xong xuôi hết rồi cả nhà. Nhưng mà mến quên lấy nhang, mến mới đi vô để lấy nhang. Bà Sáu mới về tới, mới điện ngày mới cũng mới qua tới luôn. Còn anh Lập ảnh tắm rửa xong xuôi rồi ảnh mới qua được cả nhà. Nhang cũng khó lấy dữ vậy. Hiện tại thì mến cũng bên đây là cũng một mâm chai và bên đây thì một mâm mặn nha cả nhà. Đó. Thì mến cúng lúc nào cũng vậy, cúng trong nhà hay đất đai này kia rồi thì mến sẽ cúng một mâm chay và một mâm mặn, và mến cũng không có cúng rượu cho nên là mến sẽ cúng bằng nước lọc nè hoặc là nước ngọt với lại một lon bia. Thì đầu vụ thì mến sẽ cúng một lần vậy đó, rồi cuối vụ mến cúng một lần để cầu cho cây trái ra bông đậu trái để có nguồn thu nhập ở cả nhà. Ba người chắc lên một cái giỏng đứt luôn cái giỏng người cả nhà ơi. Đứng lên rồi sao làm che mặt không vậy chú? Mày quê đâu,
Xu sao vậy Xu? Sao che mặt vậy Xu à? Trời ơi, dây giọng rất là nhỏ nhưng mà cái này không phải đứt đâu. Cái này nó chỉ là bị tuột dây thôi chứ không phải đứt đâu. Bây giờ nằm dạ luôn rồi, không chịu xuống luôn rồi. Hai mẹ con không thương cái tạ đâu. Mỡ vậy, sao? Che mặt cái gì? Hả? Che mặt luôn cả nhà. Mất cửa che đâu, che mặt rồi chứ. Mở ra cái. Chào cô chú rồi. Chào cô chú. Ôi chú ơi. Che mặt giữ cái mặt đó mình che. Xin chào cô chú mà che mặt lại sao cô chú thấy? Đâu chào lại coi. Chào cô chú là che mặt không à. Đây, cha Sáu rồi à, mới lại tới với nè, luôn cả nhà. Chào cũng giả. Chào khán giả. Mến mà không điện về gấp là giờ này cha Sáu không chưa về đâu. Đâu, 1, 2, 3, 4 giờ mới về. Đó, bởi vậy Mến phải... trước một tiếng hồ mà đang giờ đang cha đang chạy nước thành ra đâu có về kịp. Đang tiếng hồ vậy con mà không nói là đem dĩa đồ qua cha Sáu cũng chưa về đâu. Chưa đâu. Bởi vậy phải nhờ cha Sáu nói là lấy dĩa ra kia cha Sáu mới chạy về gấp cả nhà. Nói chung là trong đó là nói chung nó nắng quá là dừng nó đang chạy nước thành ra tắt máy để cho nó nguội cái bô cái tủ cái máy là được. Cái bô, ủa chạy máy gì cái bô? Máy dầu. À quên. Nóng quá thì bỏ vô treo mình tủ bạc nó teo sao? Dạ. Phải để cho nó nguội 15-20 phút rồi mới tủ lại mà về. Rồi rồi thì bây giờ Mến cũng cúng kiến xong cúng đang cúng ngoại cả nhà. Thì đợi chút nữa là xong rồi về dọn ra ăn ba. Hả? À? Giờ này cũng 12 giờ mấy rồi đó. Bây giờ nếu mà giờ không ăn được thì tới chiều ăn vẫn được mà sao đâu. Thôi ba. Nếu mà hôm nay mà Mến không kêu ba Sáu về chắc chưa là ba Sáu ai chổng luôn cũng không ăn uống gì luôn. Ăn chứ, mì tôm. Cũng nữa. Mì tôm nữa. Mì tôm. Cháo gói. Dạ. Mới không có đồ ăn à, nhớ điện chắc chưa điện con nha. Chưa không có ăn thì bứt ra rau luộc ăn. Ờ à, con đem mắm vô. Mắm mà cứ mắm nêm rồi luộc rau cho là làm gì làm chén cơm rồi xong. Ờ à, con hùng mắm nêm. Ba có rau thì con có mắm nêm. Trong dền cơm rồi trong đó non lắm. Dạ. Rồi đợi anh lập cái nữa là đợi ảnh lại là cúng xong rồi đó. Chắc chờ nó chắc cũng hơi bị lâu á. Hơi bị lâu hả? Tắm rửa rồi. Chuốt chét rồi lâu lắm. Chuốt chét lắm. Trăng điếm rồi. Không biết ảnh có điếm không nữa. Chắc có điếm đó. Điếm lỡ mà quên cái điếm lại chết. Thì đúng đâu đếm 10 từ 1 tới 10, 10 mình lộn đếm lại từ quằn quằn. Đó, mẹ giờ này nắng thì đi ra dạo vườn coi kìa. Mẹ giờ này đi ra dạo vườn. Đó, giờ này mà đi ra dạo nắng dày thì đi dạo vườn ra vòng 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 nhá. Sương giờ này Sương chỉ ngồi lên dưới luôn không dám trèo lên võng nữa. Rồi bây giờ cũng cúng kiến xong hết rồi cả nhà. Mến cũng xin lọc rồi. Bây giờ Mến chỉ dọn ra thôi. Giờ này mọi người cũng đều đói bụng hết trơn rồi. Đây, để Mến bưng nguyên cái mâm này. À. Bưng mầm dài qua đây luôn. Anh Lập lấy cái tô ra anh Lập. Ba cây muồng đó. Đá đâu? Dạ không sao đâu đó. Anh để này luôn. Nói vậy đó. Rồi. Giờ đem qua hết luôn. Tất cả dọn qua hết luôn. Dọn mấy này trước đi rồi cái mình cái nào chín là dọn qua trước. Wow. Bây giờ okay. Mình sẽ tách gà ra đây cả nhà. Wow. Gà hôm nay là đúng gà vườn luôn nè. Cái này 1 ký là 130 hay sao á. Rồi mấy đứa cháu cái đùi này để nguyên cái đùi cho mấy đứa cháu mà lùng nó không được mà nó xé bự bự ra luôn cả nhà.
này hôm nay là không, không đủ chén rồi, cho nên thì thiếu chén mình lấy tô ăn luôn nha. Chén còn quá trời, mày tính chốt rồi nè. Không, à. Tô còn không có nữa thì lấy cái lon bia rồi mình cắt ra mình làm cái chén mình ăn bình thường. Cắt lấy ra luôn hả? Wow, con gà này cũng rất là nhiều. Là giờ chủ nhà đói quá rồi, chủ nhà chịu không nổi nữa, giờ chủ nhà mần thôi. Rồi, khách mà cái chủ nhà kìa. Quá đói. Quá đói hả? Bây giờ mình để cái này vô chính giữa nha. Đu được trắng luôn. Trời, vậy là xong rồi nha. Một son gà luôn nè. Wow. Không, đây món nhiều lắm. Dục quá đi. Cháo để ở đây đây rồi để cái son gà vô đây. Nước ngọt cái gì? Chịu khó mình để vô đây đây rồi chút bỏ bia vô nó dập cho nó uống. Lao cũng được. Không phải, nước ngọt ba. Nước ngọt má tăng chứ ăn chuông nha mà. Wow. Ở trong nhà là hết dĩa luôn cả nhà, hết dĩa hết tô luôn nên là mình phải để nguyên cái son này nha cả nhà. Này hồi nãy mấy cái bạch ngầu nó không chịu đi giá muối nha. Rồi mọi người ăn đi. Nè nè, ăn vô. Chia ra ba. Thôi để đi. Cứ đi. Mẹ mẹ. Để đó không sao. Dạ. Để quên lấy cái nồi cháo lại nữa chứ. Rồi anh Lập thử gà đây anh Lập. Ăn lạc. Ăn lạc hả? Thôi ăn lòng đi. Ủa, ăn lạc sao ăn lòng anh? Cái lòng đâu có máu. Cái lòng đâu có máu phải không? Đúng rồi. Nói dù gì lạc mà. Ăn đi, con nào đó. Ừ. Cháu là con nấu đó ba, ăn thử đó ba. Cháu là ok. Đâu, được không? Ok á mẹ. Trời ơi. Cái đồ xào thì mình chấm nước tương mà, thêm nước tương mà. Ăn lạc mà, ăn lạc thành ra cháo cũng được. Được mà. Là sao? Ăn lạc. Con nêm cháo cũng không đâu có mặn đâu. Không, ăn lạc, ăn lạc. Ăn lạc hả? Tụi cháo nó đâu có cái gì ở đây đâu, lạc mà. Nè, ba gấp gà đâu ăn hẳn không? Tự không có chỗ ngầu phải ngầu kiểu này, cái thế ngầu kia đẹp không? Đẹp rồi ăn gà đi ba. Hả? Ăn thử gà cái ơi. Ăn thử gà cái ơi. Không, từ á gà đâu mà thử. Mẹ ăn đi mẹ. Rồi có. Không, mẹ thử gà cái kìa. Chú đâu có. Mình không có thích gà. Thôi thích gà. Gà này ngon nè. Ngon không? Ngon. Mềm. Chú ăn mà biết ngon. 130 đó. Ừ. Vậy là gà ta vườn hả? Nhặn liễu. Gà nó không thả vườn. Gà nào cũng thả vườn hết trơn á. Gà thả đi vườn. Gà thả đi vườn ngon hơn. Chính xác. Sao anh Vũ? Ngon. Ngon hả? Nói thiệt nha. Wow, nhìn thấy ăn ngon cả nha. Nhìn thấy ăn ngon rồi đó. Khóm có đường gì đó. Sao đường này? Quá bạn ngầu lên. Thịt thà không ăn đâu, đi ăn khóm. Bạn ngầu lên mà sao ngầu kiểu gì thảm đi. Ngầu xuống. Thôi. Đầu ghế ông ngầu xem bẹp với cha. À. 36 thì ngồi quỳ gối luôn rồi kìa. Nhà thì chặt mà để chi cho đâm không biết ngầu chứ nó ngầu. Để biết không? Tao ngầu kiểu này đẹp nè. Con nhân nó giống y. Con nhân giống y hả? Cái thế này chúng hầu học kiểu mà học mà thầy bà thầy mình ngu quá là thầy cho quỳ cái này nè. Nó vùng rắc đó mà. Mô. Vùng mỡ mô ba. Y chang đó. Nó lịch sự nó chẳng hẳn chết cái gì. Mở cửa. Ô, con chen muối à. Quá. Thấy nó muối à. Hồi trước em tưởng là bột chiên giòn nó bỏ cho nó chia. Biết rau không? Nó bấy quá ngâm lỡ. Ngâm bún, trộn bún sao để từ đời nào đến đời nào luôn, khỏa ra luôn. Nước lạnh à? Hả? Ngâm nước nóng anh. Ngâm nước nóng á. Quên làm cái quên á. Ừ, nước ngâm chuyến không phải đâu. Từ đời nào tới đời nào. À, mến xin mời cả nhà nha. Bây giờ hiện tại thì hết chén rồi. Cho nên là mến phải lấy cái dĩa nha cả nhà. Làm mấy tiếng hồ luôn biểu. Không. Nhưng nước chín lên, nước nóng rồi nó chín, cái này là dính cục hết. Đấy, đưa hai cái đùi cho hai đứa đó chị.
hai đùa cho hai bé đi. Đây, Mến xin mời cả nhà miếng gà nha. Gì hả Châu? Đúng dài luôn. Này mới mốt mà Mến mà mấy anh em lên nè, Mến đãi gà này là mấy anh em thích lắm. Rồi gà này đúng dài luôn cả nhà. Ủa vậy hồi sáng giờ đi lòng đào cực cơ. Uống lại gan đi tờ giấy cho bà trăm ngàn. Có 700.000 chứ mấy. 700.000 chứ mấy. Nghe nó người có tiền có khác ha. 700.000 chứ mấy. Nói gì thấy. Đào, đào. Nghe nó đấy. Bực hàm. Nghe nó bực bực. Trời ơi. Chị cứ mở khẩu trang đi em che lại cho đi được cái vợ. Dạ anh Lập ngại, ngại video cả nhà. Những ngại mà gấp cái đùi muốn quẹt ta má. Ngại mà cái liền cái đấm cái đùi mà gặp mà gấp. Đó, thấy không? Nó quá khuya, quá khuya gặp quá. Có gì Mến sẽ che lại nghe cả nhà. Tự nhiên đẹp kìa, người đẹp gái lúc nào cũng che mặt vậy đó. Đây giờ Mến sẽ gấp cái đồ chay nha. Đồ chay ăn nha cả nhà. Tôm ăn, tôm hảo bún. Cái bún này chị biết làm thế ngon không? Mến xin mời cả nhà nha. Bún này chỉ có mua làng về sồ ngon thôi, làng gà, làng nó bún mới ngon phải không? Còn đây cả nhà. Rồi thêm một miếng tàu hũ chay nữa. Đã đâu ạ? Mời cả nhà nha. Nè hả? Gà còn nhóc ở dân luôn á, ai cũng ngại chân á nha. Ăn xong mình ăn dễ trái cây nữa, trắng miệng cả nhà. Xong luôn, đầu hết chia đầu. Hết chia hả? Hết chia đầu. Quay lúc quay. Gấp đại đi anh. Mình có quay luôn ấy. Quý chết, đù tu cái máu của bao quyết mà. Máu quyết. Không, nếu mà ăn chỉ như cha cái viên quyết đây thôi chứ còn thịt hai cái nữa. Dạ. Quyết không mà gan không? Thường thường tao ăn thịt sống không mà. Dạ, thịt này chính tao ăn phải không? Thịt sống. Bảy bà bạn. Bảy bà chứ chung rồi la. Nên bảy bà chung rồi la. Sao? Ăn cũng hừ nữa hay sao? Hả Su? Thôi Dương tiễn ra cả nhà, nó ăn cái bụng nó kìa, với lại nó đang mang con mà ăn cái bụng nó chì xuống rồi kìa. Dương tiễn, sao đây? Hả? À. Sao đây con? No chưa? Ừ? No chưa? Ê, bữa nay ăn cháo thịt gà nè, cái bụng nè, xệ xuống dưới đất luôn rồi, nha, xệ dưới luôn rồi, thôi. Cụ còn con Su á, đừng lại ăn của nó, nha không? Su bây giờ dành ăn dữ lắm. Ham ăn nữa. Còn Dương Tiễn đi lại gần gần là ngừ không à. Không cho Dương Tiễn ăn cả nhà. Mà con cứ sao nó uống vậy ta? Đang mang con á mẹ. Dạ. Chờ mai mốt bẩn thú ra nó đẻ rồi sao thú đi. Dạ chắc vậy quá. Tiếng này con Dương Tiễn sanh ra, nếu cô chú anh chị nào cần nuôi thì Mến cho luôn. Hổng Mến có nói với thép rồi, tiếng này sanh ra nhiều quá thì cho bớt cả nhà, chứ không có nuôi nhiều nữa. Dân lên nó thích nuôi cá. Dạ. Nó thích nuôi cho nó là nó chịu hết. Dạ. Còn bà Su à, bây giờ tướng to con dữ lắm luôn cả nhà. Vô đây chị ơi. Ê Sương vô đây, trời nắng chang chang mà gửi gì chút tiền mát mát em gửi cho. Trời ơi trời nắng chang chang, hai người ra ngoài coi kìa. Phơi nắng cũng như là phơi khô vậy đó. Đã dọn trong vườn một mớ rồi cả nhà. Thì nắng nó hơi mệt quá cho nên là mới đi ra ngoài này cho có gió một chút xíu để cho nó mát mẻ. Với lại cả nhà thấy không, hàng đệ tử của Mến đi đâu
bất cứ đi đâu cũng vậy hết. Làm trong vườn ở nhà thì nó cứ chạy theo miết vậy đó, không biết ai vô vườn hay sao á, nó chạy ra ngoài hoặc là mấy con bò, nhưng khi mấy con bò đó cũng vô vườn nữa cái nha, nó ăn cỏ. Tại vì ở ngoài bây giờ á, nó không còn cỏ thật sự mà, con bò nó đang vô vườn, hai con đệ tử của Mến đang được cần đẳng nha. Để Mến đi lại đẳng cho cả nhà xem nha. Không, cả nhà thấy không? Hai đệ tử của Mến thì lúc nào cũng vậy, thấy con những con bò mà đi vô vườn là nó sẽ đi gượt liền. Ôi, cái gì đây? Hả? Cỏ của tôi mà anh ăn vậy đó hả? Đi ra ngoài đi, cái anh kia. Bà con ở đây thì nuôi bò toàn là để bò quanh năm ở bên đây không cả nhà. Cả nhà thấy không? Ở ngoài này đâu có còn cỏ gì đâu. Nó khô queo hết rồi. Không còn một cây cỏ để nó lên luôn. Mà để con bò sao nó ăn được. Thì bắt buộc nó phải chạy vô vườn thôi. Tại vì trong vườn này tưới nước hàng ngày thì cỏ nó xanh. Không có cỏ, có những con bò nó chạy vô nó ăn thôi cả nhà. Nắng rất là nóng luôn. Giờ này thì nóng. Nhưng mà tới tối lại thì thời tiết nó rất là lạnh nha. Nó lạnh còn hơn trên Đà Lạt luôn. Bằng đêm là ở đây là không cần bật máy lạnh đâu cả nhà. Nếu mà anh chị nào đã lên trên vườn của Thép rồi, anh chị trải nghiệm rồi, anh chị cũng mới biết được. Mùa này thì nó ban ngày nó rất là nóng, chị xuống sàn nhà nằm ngủ thôi. Còn hầu hết như buổi chiều mát cái là nó sẽ thích nghi với nhiệt độ. Nó mát thì có sương xuống thì những cái tảng đá nó lạnh thì thời tiết nó sẽ lạnh theo. Rất là nhanh luôn. Và càng về phía thì nó sẽ càng lạnh nha cả nhà. Bây giờ thì chắc có lẽ là Mến vô nhà tắm rửa luôn cả nhà. Giờ này 4 giờ mấy cũng 5 giờ rồi. Với lại sau khi ăn uống xong thì Mến đi ra giường làm. Thì cha Sáu với mẹ Sáu với anh Lập này kia rồi anh Vũ đâu cũng rửa chén này kia sạch sẽ rồi cũng mọi người cũng đi về hết rồi cả nhà. Thì cha Sáu rồi hôm có nói với Mến là định một ngày, hai ngày nữa thì sẽ đi chở anh Vũ đi Quy Nhơn á cả nhà để đi khám bệnh. Nhưng mà đi cùng với bé Sương và cha Sáu nói là bé Sương đang bị cảm. Cho nên là cha Sáu cũng nói là nếu mà bây giờ con có rảnh thì đi cùng với bé Sương với anh Vũ đi ra ngoài. Có gì thì anh em hỗ trợ lẫn nhau. Với lại thì mấy ngày trước thì Mến về thì cha Sáu cũng đã phun kích đọt giùm Mến rồi, kích bông giùm Mến rồi. Nhưng thời gian này từ đây tới đó thì 5 ngày nữa thì Mến chỉ làm lặt vặt thôi. Cho nên Mến thấy vậy thì Mến sẽ chức một ngày hai ngày để đi cùng với bé Sương của anh Vũ đi ra Quy Nhơn để khám bệnh cho anh Vũ nha cả nhà. Thì mong rằng cô chú anh chị đón xem những cái video tiếp theo Mến và bé Sương với anh Vũ đi Quy Nhơn nha. Còn bây giờ thì Mến đi vô trọng tắm. Giờ cũng chiều rồi cả nhà. Và Mến cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra đã xem video và ủng hộ cho Mến nha. Mến xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều. Bây giờ Mến xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha.